Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Thoại Web TV và mình là Hoku Chi. Và đúng như tựa đề các bạn vừa xem, đây đó chính là iPhone 6S và 6S Plus rất có thể sẽ cực kỳ dễ dàng biến mất trong năm nay, năm 2020. Vậy thì lý do tại sao? Mình cũng không biết nữa. Vậy nên chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tìm hiểu là tại sao iPhone 6 và iPhone 6S Plus lại biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Lý do đầu tiên khi mà chúng ta đi tham khảo những cửa hàng đang kinh doanh iPhone 6S và 6S Plus sẽ có cái mức giá dao động là chỉ từ 3 đến 6 triệu đồng mà thôi. Đối với những tín đồ mua iPhone, chỉ bỏ từ 3 đến 6 triệu đồng để sở hữu một model vẫn đang cực kỳ đình đám là điều cực kỳ dễ hiểu. Và tuy nhiên, những cái sản phẩm iPhone 6, 6S hay là 6S Plus khi bán ra thì chỉ là những chiếc iPhone cũ. Và Apple thì đã khai tử chiếc điện thoại này đã từ rất lâu lắm rồi. Vậy nên cái việc mà kinh doanh những sản phẩm cũ sẽ đưa đến cái việc là cái chất lượng sản phẩm nó lại không được đảm bảo. Và bởi vì cứ kinh doanh sản phẩm cũ hết sản phẩm mới, cho nên là một vài cửa hàng đã không còn những nguồn cung cấp để có thể cung cấp iPhone 6S, 6S Plus để bán ra cho người dùng nữa. Hiện tại chúng ta vẫn có thể tìm mua những cái sản phẩm như là iPhone 6S và 6S Plus cái phiên bản 32GB với cái mức giá lần lượt nó cũng dao động từ tầm 4 đến 6 triệu đồng tại những cái cửa hàng có cái quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là lượng hàng sẽ không còn nhiều để cho anh em chúng ta lựa chọn. Tôi nói bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus đã được Apple cho ra mắt vào tầm cái năm 2015, đã cách đây là phải nói là 5 năm trời rồi. Và đây cũng là bộ đôi cuối cùng mà còn sử dụng cái jack tai nghe 3.5mm. Đến 7-8 thì người ta đã đổi qua rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn quay trở lại với 6S và 6S Plus. Thì đến tầm năm 2018 khi mà Apple họ cho ra mắt chiếc iPhone XS thì họ đồng thời cũng đã khai tử đi chiếc iPhone 6, 6S Plus của mình. Tuy là đã ra mắt được 5 năm, tuy nhiên là Apple họ vẫn có được cái sức hút riêng của mình. Tuy nhiên, nếu như mà xét về cái phương diện là cuộc sống chúng ta càng ngày càng thay đổi, mọi người mọi thứ đều hiện đại hơn, và Android thì họ liên tục để ra những cái con máy có mức giá cũng rẻ ngang như vậy nhưng lại có những cái tính năng khá là xịn sò. Ví dụ như tầm cái mức giá là tầm 5 triệu đi thì các bạn dễ dàng tìm kiếm được những chiếc máy Android có tận 3 đến tận 4 camera này, hay là pin lại trâu rồi còn có sạc nhanh này, hay là thậm chí là kể cả về màn hình là tràn viền bự thì đấy. Tóm lại nó là như vậy, và con chip thì họ cũng đã đầu tư rất là kinh khủng bởi vì cuộc chiến giữa các máy Android càng ngày càng lên cao và người ta thì luôn luôn tục là đổ xô đi để kiếm cho mình những cái chiếc máy mới nhất. Và những cái iFan của lãnh đạo trung thành như chúng ta thì vẫn luôn luôn tìm kiếm những con máy Apple ấy, mà nó cũng cũ một tí nhưng mà cũng được, đúng không? Chỉ cần chúng ta có những cái logo của Apple thì đã được Apple kiểu như spot từ chân to tới kẽ tóc rồi, giống như cái bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus hay là iPhone 6 gì đấy. Mặc dù nó mất được 5 năm nhưng mà iOS vẫn liên tục cập nhật cho những cái bộ đôi này khiến chúng ta có được những cái trải nghiệm mới mẻ nhất. Vậy nên đây cũng là một điều mà khiến cho người dùng khó có thể quay lưng lại với những cái cặp đôi như iPhone 6S và 6S Plus. Và có thể nói là bộ đôi iPhone 6, 6S và 6S Plus là bộ đôi thuộc về những cái chiếc máy Apple cũ mà tồn lại lâu đến như vậy ở những cái kệ hàng. Điều này dẫn đến việc là cung không đủ cầu khi mà người ta cứ đổ xô đi mua những cái chiếc iPhone 6, 6S, 6S Plus cũ thì đâu còn hàng để chúng ta mua đâu, vì Apple thì cũng đã khai tử những cái cặp đôi này rồi. Vậy nên là một vấn đề đặt ra là vậy thì hàng ở đâu ra? Bởi vì thật ra nếu như mà chúng ta mua hàng cũ thì cái việc mà chúng ta bị luộc vỏ hay chúng ta bị đổ cái này bỏ cái kia vào là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên là những cái cửa hàng mà gọi là uy tín á thì người ta cũng hạn chế nhập về những cái chiếc máy cũ để có thể bán ra. Vậy nên rất có thể là trong năm sau chúng ta sẽ nên chuyển hướng đến những chiếc máy cấp cao hơn của Apple, ví dụ như là iPhone 7 hay iPhone 8 gì đấy. Nói nôm na thế thôi chứ thực ra là mặc dù là iPhone 6 với 6S, 6S Plus sắp biến mất khỏi những kệ hàng đến từ những cái cửa hàng khác, tuy nhiên là Sephonet chúng tôi thì chúng tôi vẫn còn kinh doanh mặt hàng này. Đấy, cho nên bạn nào mà muốn sở hữu cái bộ đôi mà cực kỳ đình đám và luôn luôn là một cái biểu tượng của Apple thì đừng ngại ngần mà đến Sephonet để mua những chiếc điện thoại này nha các bạn. Mua đi trước khi nó bị khai tử nha các bạn. Đấy, nên mua đi nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV. Bye bye.